Các vụ ném đá vào xe khách liên tục xảy ra thời gian gần đây trên nhiều tuyến đường, từ đường quốc lộ đến cao tốc, từ miền Bắc cho tới miền Nam. Đã có nhiều vụ ném đá gây hậu quả nghiêm trọng. May thì chỉ bị vỡ kính, còn nếu không thì hành khách và tài xế trên xe đều có thể trở thành nạn nhân của hành vi ném đá. Điểm nóng của tình trạng ném đá xe khách là quốc lộ 14. Theo thống kê của một công ty bảo hiểm tại khu vực Tây Nguyên, thì trên tuyến đường này năm 2014 vừa qua đã có 107 vụ và trong 4 tháng đầu năm nay đã xảy ra 20 vụ ném đá xe khách. Gần đây nhất là đêm ngày hôm qua, xe khách mang biển kiểm soát 81B00278 của hãng Thuận Tiến Gia Lai chở 34 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 14 hướng Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn trung tâm huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã bị ném đá và hậu quả là tài xế Phan Văn Đoàn bị đá trúng vào mắt, dập tuyến lệ, phải khâu 29 mũi. Ngay cả khi bình phục thì cũng sẽ bị giảm thị lực. Ngoài ra còn có 4 hành khách khác bị thương, 3 tấm kính trên xe bên tài xế bị vỡ, thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Đã có hàng trăm vụ ném đá xe khách, thế nhưng đối tượng bị xử lý mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, khiến cho tình trạng này vẫn chưa được kiểm soát.